Lời đầu tiên, xin chào quý ông bà cao niên và thân chào các bạn trẻ. Hôm nay, người thực hiện video này là một chương trình về cụ Tôn Thất Thuyết, một nhân vật lịch sử Việt Nam có một kết thúc đáng buồn vì vận nước xấu. Sau đây là một số chi tiết trong cuộc đời cụ Tôn Thất Thuyết, quan trọng nhất là giai đoạn của lưu vong nơi đất khách với mối hờn căm trong lòng. Cụ Tôn Trắc Thuyết sinh năm 1835, mất năm 1913. Cụ thuộc dòng tộc nhà Nguyễn. Chúng ta biết khoảng thế kỷ thứ 16, Nguyễn Hoàng vì sợ anh rể là trịnh kiểm giết nên xin chịa ruột vợ trịnh kiểm vào Nam lập nghiệp. Và từ đó, con cháu Nguyễn Hoàng hưng thịnh từ vùng Đắc Huế vào tận mũi Cà Mau. Đến đời Gia Long lên ngôi hoàng đế là giai đoạn cực thịnh. Tôn Thất Thuyết là con cháu của chúa Nguyễn nhiều đời sau chúa Nguyễn Hoàng. Cụ Tôn Thất Thuyết lúc hơn 20 tuổi đã ra làm quan dưới triều vua tự đức. Chúng ta đọc sử thì biết rằng vua tự đức là vị vua thứ tư sau Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị. Vua Thiệu Trị mất năm 1847 và vua tự và vua tự đức lên kế ngồi Tự đức cũng là vị vua cai trị lâu năm nhất trong triều đình nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Hơn 30 năm, từ năm 1847 đến năm 1883. Thời vua tự Đức cũng đánh dấu một giai đoạn nước ta nghiêng ngửa vì giặc Pháp kéo đến tấn công xâm lược Việt Nam. Cụ Tôn Thất Thuyết làm quan thăng tiến nhanh trên đường võ nghiệp dưới thời vua tự đức nhưng tính cương trực và lòng ái quốc nồng nàn của cụ lộ rõ và nức tiếng nhất là lúc vua tự đức băng hà và giặc pháp sắp trở thành chủ nhân ông trên toàn cõi lãnh thổ việt nam vua tự đức không có con và những người lên ngai vàng sau đó đều là con nuôi của vua tự đức như dục đức hiệp hòa kiến phúc nhưng cả ba ông vua này đều nhu nhược không muốn chống pháp nên vị đại thần phụ trách triều chính là cụ tôn thất thuyết không đồng ý và rất bất mãn cụ tôn thất thuyết đã phế ba ông vua này để hướng dẫn triều đình cùng đi theo mục tiêu quyết đánh Pháp tới cùng để gìn giữ Giang Sơn Việt Nam. Hành động lộng quyền của cụ Tôn cũng được sách sử ghi nhận chỉ vì lòng yêu nước cực độ không chấp nhận đầu hàng Pháp và ba ông vua bất tài hèn yếu trước quân xâm lược phải bị phế bỏ. Giai đoạn cụ Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi lên ngôi và phát chiếu Cần Vương. Tháng 8 năm 1884, sau khi vua Kiến Phúc băng hà, phái chủ chiến trong triều do cụ Tôn Thất Thuyết cầm đầu đã nỗ lực tổ chức cuộc kháng chiến chống Pháp. Vì chủ trương dùng võ lực chống Pháp quyết liệt nên cụ Tôn là mục tiêu, là cái gai mà giặc Pháp quyết nhổ cho bằng được. Tháng 7 năm 1885, cụ Tôn tổ chức đánh úp quân Pháp gần Kinh Thành Huế. Thất bại, cụ phải đưa vua Hồng Nghi ra quản trị và phát chiếu Cần Vương. Có nghĩa là vua đang cần nhiều người hiền tài trong nước đứng lên cứu giúp triều đình chống giặc ngoại xâm. Lúc này Kinh Đô không có vua, vua Hầm Nghi đích thân lãnh đạo cuộc kháng chiến chống giặc xâm lược. Cả gia đình của Tôn đều trung thành theo vua tham gia kháng chiến chống Pháp. Và cũng từ đó, cụ Tôn phải rời bỏ triều đình để rài đây mai đó tìm mọi cách để phục quốc Việt Nam. Sau khi đưa vua Hậm Nghi rời Huế ra quản trị, cụ tôn phân cử nhiều người hiện tài ở cạnh vua để lãnh đạo công cuộc chống Pháp và phục quốc. Còn cụ lên đường ra Bắc để chiêu hiền đại sĩ, tìm sự kết giao với nhiều bậc sĩ phu Việt Nam tìm mọi cách để xây dựng phong trào phục quốc mạnh thêm lên. Và cũng từ đó, các hoạt động như thế đã đưa bước chân của cụ đến Vân Nam và Quảng Đông, Trung Hoa để hoạt động chống Pháp. Năm 1887, cụ Tôn Thất Thuyết đến Trung Hoa và ở đó cho đến năm 1913, một thời gian gần 26 năm lưu vong để nuôi mộng phục quốc. Cụ sinh năm 1835 và khởi đầu cuộc đời lưu vong vào năm 1887 lúc 52 tuổi. Trong suốt 26 năm lưu vong tại Long Châu, Quảng Đông, Trung Hoa, cụ Tôn thất Thuyết không ngừng nghỉ các hoạt động chống giặc Pháp để phục quốc. Lúc thì cụ tìm cách chuyển võ khí, đạn dược, lương thực về cho các tổ chức nghĩa quân ở trong nước. Lúc thì tổ chức binh đội đánh Pháp ở vùng biên giới Việt Hoa. Lúc thì liên lạc chỉ huy các hoạt động kháng Pháp ở nội địa. Vào thời gian năm 1895, khi trung hoa và nhật nổ ra cuộc chiến tranh dữ dội pháp đã yêu cầu nhà mãn thanh ngưng sự ủng hộ đối với cụ tôn thất thuyết vì vậy các hoạt động chống pháp của cụ đã bị chấm dứt trong những năm cuối đời cụ thường nóng nảy đôi khi căng thẳng tâm trí và dùng gươm chém vào đá trong khu vườn nơi cụ bị giam lỏng. Dân địa phương thấy vậy gọi cụ là đã thạch ông, tức là ông già chém đá. Thật cảm thương cho một người anh hùng ái quốc lúc cuối đời cô quạnh nơi xứ người ôm mối hận vong quốc và ra đi vào chốn Vĩnh Hằng vào năm 1913. Thật là buồn cho thời cuộc đã đành tâm phụ bạc người hiền lương, giặc pháp xảo trá tàn độc vì quyền lợi thực dân của chúng, nên chúng cho tai chân bám riết theo cụ để dùng mũ gian kế độc quyết hại người anh hùng nước Nam. Vì vận nước, cụ Tôn Thất Thuyết phải hy sinh tình riêng, bỏ lại cả gia đình ở Huế, để lưu lạc nơi xứ người, nuôi chí phục thù, đánh giặc ngoại xâm, để mong có ngài phục dựng lại một triều đình Nguyễn ở Việt Nam. Chỉ lớn không thành, cụ gần như hóa điên khi thể cuột cứ đổ vận may cho giặc thù hung bạo. Cụ múa gươm trong vườn vắng và chém vào đá như chém vào thân xác kẻ thù để thỏa mãn lòng thâm thù với bọn xâm lược giả mang, đã phế bỏ một triều đình và đưa cả một dân tộc vào vòng nô lệ gần 100 năm. Chỉ những người ái quốc mới đồng cảm với cái hờn vong quốc của cụ tôn thất thuyết. Chỉ những người yêu nước mới đồng cảm sâu sắc vô biên với tâm trạng bi phẫn cùng cực của cụ tôn thất thuyết. Chỉ những ai lưu lạc nơi xứ người vì cảnh nước mắt nhà tan mới thấu hiểu cho một cụ già múa gươm vùng vục và chém tưng bừng vào tảng đá vô tri. Cái hờn vong quốc dù cách nhau một trăm năm nhưng vẫn có nỗi niềm đồng cảm vô vàng. Cụ Tôn Thất Thuyết qua đời ngày 22 tháng 9 năm 1913 tại Long Châu, Quảng Đông, Trung Hoa. Nhân sĩ tại nơi cũ qua đời, cảm thương tấm lòng cương trực, trung trinh với tổ quốc Việt Nam, nên đã làm câu đối, điếu cụ như sau. Thù Tây bất cộng đái thiên, vạn cổ anh hùng quy tượng quận, hộ giá biệt tầm tỉnh địa, thiên niên tàn cốt ký long châu dịch nghĩa sang chữ việt là thù tây chẳng đội trời chung muôn thở anh hùng về quận tượng giúp chúa riêng tìm cõi thác nghìn năm xương nát gửi long châu ôi thật là buồn thật là bi phẫn cho một vị anh hùng hào kiệt nước Việt Nam. Một đời yêu nước, tận trung với lý tưởng phục quốc khỏi ách đầy đọa của lũ bất nhân. Anh hùng mới thấu tâm can người hùng anh và cũng hãnh diện thay dân tộc chúng ta có một vì sao hào kiệt chối sáng trong sách sử Việt Nam. Một dân tộc còn cơ may tồn tại khi trong xã hội vẫn còn khai sinh những vị anh hùng bất khuất nuôi chí lớn. Chương trình của video này đến đây là tạm chấm dứt, xin hẹn quý bạn gần xa ở video kỳ sau. Xin kính chào và thân mến chào.